Mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình lại tiếp tục đang đi làm cái công trình, mình đang đi san mặt bằng lớp ao để dùng keo đó các bác ạ. Đây ở đằng trước của mình như này, nó là cái đất mà ở video trước hôm trước mình có đăng cái video cho anh em xem ấy. Thì bây giờ mình đang làm giật lùi từ cái phía trên đằng trên này anh em nhá. Mình đang làm giật từ cái đằng này này, vứt hết cái đất, những cái đất gọi là đất bùn đất biếc này dồn xuống cái phía dưới của cái đấy này, cái ao cũ này. Bác nào chưa xem được những cái video trước thì các bác có thể vào những cái video trước các bác xem nhé. Bởi vì là em có quay hai là ba video rồi, thì đang ở những cái video trước rồi, đến cái video này thì em lại tiếp tục cập nhật. Bởi vì cái công trình này thì em làm cũng em làm đến giờ này cũng khá là lâu rồi, cũng được khoảng độ 5 tiếng rưỡi rồi. Hôm nay là bắt đầu tiếp tục, giờ này thời tiết nó mưa to quá cho nên là mình không thể là làm liên tục được. Hôm trước thì làm được có một buổi, xong là đến hôm sau thì nó mưa to quá thì mình lại nghỉ mất một buổi. Hôm nay thì mình để thử cái camera, mình để ở cái góc này xem anh em xem là có xem nó có vấn đề gì không. Nếu mà không vấn đề thì mình sẽ để nó ở trên cái góc này, để ở cái góc này thì có thể là nó sẽ đỡ rung hơn đấy. Nhưng mình thì mình cái đầu của mình nó hay ngó đi ngó về ấy các bác, cho nên là nó sẽ rất là rung. Anh em nào mà mới xem thì chắc anh em nó sẽ không thể nào mà theo kịp được, do là nó rung quá. Không phải là rung mà ý cái đầu của mình ấy, lúc nào mình ngó qua đâu thì cái camera nó quay qua đấy. Còn nếu mà cái góc này mà nó không, các bác xem mà thấy nó rộng rãi thoải mái thì các bác có thể là để lại cái comment của các bác dưới video nhá, để em sẽ tổng hợp lại xem. Nếu mà các bác thích để như thế này thì em sẽ để như này. Để như này thì em cũng tiện này, chân tay mình có thể làm thoải mái đâu. Nhưng mà mỗi cái là lúc nào mình đi đâu ấy thì mình lại không cầm cái camera đi theo được đấy. Lúc đó thì mình lại phải chuyển thôi, giờ chúng đang làm này mà chạy ra kia thì lại không đi theo được. Nhưng mình sẽ cố gắng là làm những cái video nó đầy đủ nhất cho anh em. Như công trình này làm lâu làm dài thì mình sẽ chia nhỏ nó ra. Mỗi một video thì mình sẽ làm một cái công việc khác nhau mà. Như hôm nay thì mình là đang quăng rồi, quăng thì tranh thủ cái lúc quăng là mình sẽ lấy mặt bằng luôn, lấy mặt bằng và mình sẽ làm đẹp luôn đấy các bác nhá. Ở cái góc này thì mình có thể là đặt ở đây mình sẽ live stream trực tiếp được luôn. Mai kia thì mình sẽ mua một cái hút kính để mình đặt cái điện thoại ở đằng trước này, đặt điện thoại đằng trước, xong sau đó là mình sẽ live stream và trò chuyện cùng với anh em trực tiếp luôn. Trong cái lúc mình đang làm như thế này thì nó sẽ tiện hơn và anh em sẽ thấy thực tế luôn. Tức là người thật thì bao giờ cũng hay hơn là những cái video mà mình lồng ghép mà. Hôm nay thì thời tiết mát mẻ mà thậm chí là còn lạnh nên các em đi lên đây là phải mang mặc áo vest gì đấy. Thời tiết hôm nay nó cũng không được dễ chịu tí nào đâu. Cái đất ở trong này nó là đất sét thôi nhá, nước nhiều rất là nhiều luôn. Vét hết những cái đất đá rồi đất làm cho nó sạch và nó gọn đi. Không biết là những cái rung như thế thì nó có bị rung cái camera không, nhưng mà nghĩ là nó sẽ không bị rung đâu, bởi vì là cái camera của mình nó chống rung cũng khá là tốt đấy. Mình mua đúng là hơn 1 năm rồi, gần sắp được 2 năm rồi các bạn. Nhưng mà cái đồ công nghệ thì nó không thể bền mãi mãi được.
cũng sẽ hỏng thôi, nhưng mà chưa biết là nó hỏng lúc nào. Mình thì mình không ngại đầu tư, sắm cho anh em những thiết bị nó tối tân nhất và hiện đại nhất để anh em xem cho đỡ bị đau mắt, bị cuồng. Luôn luôn đâu đâu bao giờ nước nó khác dốc hết ra ngoài mà bỏ thủng lắm. Vâng, qua bác bảo là tôi bảo lấy đến chỗ đấy thì bác gái không bảo tôi làm đến chỗ đấy đâu, không vào trong nữa để cháu ấy làm. Vâng, hiểu cái đất ở đây nó rất là khốn nạn. Nó mưa phát là nó lên phòi phòi lên. Và tí nữa cho moi cho một cái rãnh vào đấy. À, rồi. Ok, cái góc này có vẻ khá là ổn đấy anh em ạ. Mình thấy gọi mình đang chung máy. Nãy anh gọi ông vào rồi, ông đang ông ở đây rồi. Thì sáng nay mưa mình không vào cho nên là bạn chủ máy bạn ấy tưởng là mình không gọi được bác chủ nhà, bạn có hỏi là bác chủ nhà đã vào chưa. Vì hôm qua là mình đi qua đến lúc ngủ trưa là gọi bác ấy không nghe mà. Lát nữa mình tiến lên để mình vét lại một cái đường mương ở trong kia cho các bác nhé. Cái san mép này mình làm được. Làm được một cái đất khô thì nó sẽ đi lại nó dễ hơn các bạn, nó không đỡ bị thụt. Đây là cái chỗ ngay dưới này là mình cần đất khô này. Cái đất bùn thì mình sẽ dồn ra phía bên ngoài kia. Đây, cái đất khô này này. Đây, cái chỗ này mình ăn hết vào trong cái tao ly này nhé các bạn nhé. Ăn hết vào đấy luôn để cho cái lượng lượng đất của nó có đủ, nó đủ ra cái phần đằng trước này. Đấy, cái đất này nó là đất xít này, xít màu vàng. Thank you.
đi đầu bend, nó đi đầu bend thì đến lúc nó mà tụt xuống là mình không không quay lại, mình kéo lên được đâu, nên mình đi cái đầu của mình trước. Nhưng mình bây giờ mình đang đứng ở đây là mình đứng ở cái đầu gọi là cái đầu đằng 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 sau sao ấy, đầu cho mô tô di chuyển ấy. Mình đi từ cái đầu phía trước, mình đứng ở đi lùi vào. Mình mà đi ở cái bên đằng trước này ấy, là nó sẽ, nếu mà nhỡ mà nó bị tụt ấy là mình sẽ không kéo lên được, mình sẽ không quay lại để mình kéo lên được. Nhiều khi là đi lại các bạn cũng phải để ý một chút, có những cái nó rất nhỏ thôi nhưng mà không không nắm được nó là nó sẽ rất là bất lợi cho mình nếu thi công. Thank you.
kia được các bạn, xe kia nó có cái nước còn đất xít kia thì nó cũng có. Làm này thì nó sẽ đón được hết cái nước ở cái phần đất sét này. Cụt này mà mình đi lên thì nó thụt sâu lắm rồi. Được 15 phút rồi đấy anh em ạ. Và cái video này của mình cũng khá là dài rồi. Hôm nay mình làm một cái video ngắn như này thôi. Ngày mai thì mình sẽ ở video sau thì mình sẽ tổng hợp lại những cái comment ý kiến của anh em để xem là cái góc quay này nó có hợp lý không anh em nhé. Và thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Anh em có thể là đăng ký kênh ủng hộ mình và hãy comment ý kiến của các bác ở dưới cái video nhá. Tôi thân mến chào tạm biệt, chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống.